Jimmy kính chào và khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 29 tháng 6 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Kính thưa quý vị, um, dân quân Iran tấn công trả đũa quân đội Mỹ tại Iraq và tìm thấy thi thể thứ 11 trong vụ sập tòa condo ở Florida. Đường bay quốc tế dự kiến sẽ mở lại vào cuối năm nay tại Việt Nam. Kỹ nghệ đồ gỗ Việt Nam sợ Mỹ trừng phạt vì mua gỗ lậu. Và cái thưa quý thưa vị, à, quan chức của Cộng sản Việt Nam tham nhũng đất đai phổ biến phức tạp. Và tại Sài Gòn thì à, trại giam Chí Hòa đã có 3 ca dương tính COVID-19, phát thông báo tìm người liên quan. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đọc phần tin ngày hôm nay thì à, dân quân thân Iran tấn công trả đũa quân đội Mỹ tại Iraq. Theo phần tin nhận được, thì một ngày sau khi thực hiện các cuộc không kích, quân đội Hoa Kỳ ở miền đông Syria đã tấn công hỏa tiễn vào hôm thứ Hai, ngày 28 tháng 6 cho đến nay, không có báo cáo thương vong về phía Hoa Kỳ, theo hãng thông tấn AP. Quân đội Iraq lên án các cuộc không kích của Hoa Kỳ và các nhóm dân quân kêu gọi trả tự do cho Trả thù cho Hoa Kỳ Và ông John Kirby là phát ngôn viên ngũ giác đài cho biết Vụ không kích của Hoa Kỳ nhắm vào những cơ sở chứa những máy bay không người lái Dùng để tấn công quân đội Mỹ tại Iraq Thưa quý vị, theo phần tin mà chúng tôi nhận được Thì đây là lần thứ hai mà chính phủ Hoa Kỳ thực hiện tấn công quân sự Kể từ khi Tổng thống Joe Biden chấp chánh vào đầu năm nay không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào hôm Chủ nhật được coi là khởi đầu của một chiến dịch không kích rộng lớn ở khu vực biên giới. Hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ thực hiện một đợt không kích nhằm vào lực lượng dân quân cho Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria, đáp trả một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của lực lượng dân quân nhằm vào nhân viên và cơ sở của Hoa Kỳ ở Iraq và tìm thấy thi thể thứ 11 trong vụ sập tòa nhà condo ở Florida. Các đội cấp cứu vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 6 đã tìm thấy thêm hai thi thể trong đống đổ nát của tòa chung cư bị sập ở Florida, nâng tổng số người chết lên 11 người. Trong lúc vẫn còn khoảng 150 người được coi là mất tích, theo Reuters, các nỗ lực tìm kiếm bị cạn trở bởi như là mưa trút nước và những tấm bê tông nặng nề khiến việc đào bới trở nên khó khăn hơn nữa. 4 ngày đã trôi qua kể từ khi một người sống sót được kéo ra khỏi tòa nhà Champlain South Towers ở thành phố là Subside, Florida đã đột ngột sụp xuống vào hôm thứ Năm tuần qua, giữa lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Các đội cứu hộ sử dụng cần cẩu, chó và máy quét hồng ngoại để xác định các dấu hiệu của sự sống trong đống gạch đổ nát, mặc dù hy vọng giảm dần theo thời gian. Thân nhân của những người mất tích được phép đến khu vực tòa nhà đổ nát. Một số người thân của người mất tích cũng đã cung cấp mẫu DNA cho giới chức. Đối với nhiều thân nhân, thì của những người mất tích, sự chờ đợi tin tức là cả một cực hình. Nhiều người đã tỏ ra thái độ bất mãn và to tiếng với các giới chức chỉ huy cuộc tìm kiếm, đòi phải tiến hành nhanh hơn. Những người khác vào tận hiện trường để cùng nhau hô lớn lời kêu gọi, vừa để giúp tìm người sống sót và cũng là lời từ giả với người đã chết. Quay sang phần tin khác, thì cái tôi thấy tại Việt Nam thì đường bay quốc tế dự kiến sẽ mở lại vào cuối năm nay cục hàng không việt nam dự báo đường bay thường lệ giữa việt nam và các nước đông bắc á cũng như âu châu sẽ hồi phục vào cuối năm Ngày 28 tháng 6, thì đại diện Cục Hàng không Hoa Kỳ cho biết là cơ quan này đánh giá nửa cuối năm 2021 thì người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19 tăng mạnh tại Việt Nam và thế giới, đặc biệt là các thị trường trọng điểm của hàng không Việt Nam như Đông Bắc Á và Âu Châu sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng. Đây là cơ sở từng bước mở cửa lại đường bay quốc tế vào cuối quý thứ ba và quý thứ tư. Cục Hàng không dự báo thị trường hàng không Việt Nam nội địa cũng sẽ phục hồi từ giữa quý thứ ba, dự báo lên 70 triệu khách. Hồi tháng 3, thì cục hàng không đề xuất mở đường bay quốc tế đến Việt Nam theo từng giai đoạn. Theo đó, từ tháng 9 năm 2021, tùy thuộc vào tiến trình tiêm vaccine tại Việt Nam và thế giới, cục sẽ triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam, không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh nếu áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine. Các đường bay trong giai đoạn này được triển khai ở các, các quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận loại vaccine mà Việt Nam được công bố và tần suất ban đầu dự kiến là 7 chuyến mỗi tuần cho các hãng hàng không của mỗi bên. Và hiện thì hơn 30 hãng hàng không nước ngoài và Việt Nam đang khai thác các chuyến bay từ các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Âu Châu để chở hàng hóa, nhà ngoại giao, chuyên gia, người lao động tay nghề cao, sinh nguyên sinh viên nước ngoài vân vân đi và đến Việt Nam và được cấp phép của Cục Hàng không Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, thì một số chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước vẫn được tiếp tục và các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Việt Nam đi các nước vẫn chưa được thực hiện. Trong khi đó, thì kỹ nghệ đồ gỗ ở Việt Nam sợ Mỹ trừng phạt vì mua gỗ lậu kỹ nghệ đồ gỗ của Việt Nam ảo ạt xuất cảnh sang Hoa Kỳ một ngày một nhiều hơn. Nhưng mà ngành này đang phải có những sự lo âu do Mỹ sợ bị Mỹ bị trừng phạt vì nguồn gỗ bất hợp pháp. Đây không phải là vấn đề mới vì Cộng sản Việt Nam được khuyến cáo từ mấy năm trước về gỗ mà các công ty sản xuất bàn ghế giường tủ trong nước nhập cảnh từ nhiều quốc gia trên thế giới bị khai thác lậu, Hoa Kỳ là một thị trường nhập cảnh tới 60% đồ gỗ do Việt Nam xuất cảng và hiện nay đang mở hai cuộc điều tra để xem xét thuế quan trừng phạt. Theo lời của một viên chức của Forest Trends, một tổ chức độc lập cổ võ khai thác và quản lý lâm sản bình vững, nói với báo Nike là các nhà sản xuất đồ gỗ của Việt Nam hiện đang rất lo lắng vì có thể bị áp đặt quan thuế trừng phạt. Nếu xảy ra thì việc này ảnh hưởng không nhỏ đối với kỹ nghệ nội địa. Và hệ quả của cuộc chiến anh cuộc thương chiến của Hoa Kỳ và Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Trump hồi tháng 4 vừa qua, báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam đã cho hay đầu gỗ các loại của Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ năm 2020 đạt 7.4 tỷ Mỹ Kim vượt qua mặt đồ gỗ của Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ, cũng như trong năm này chỉ được có 7.3 tỷ Mỹ Kim. Hoa Kỳ đã áp thuế quan 25% với đồ gỗ của Trung Quốc. Trong khi đó, thì quan chức Cộng sản Việt Nam lại tham nhũng đất đai phổ biến phức tạp. Luật đất đai của Việt Nam vừa đá bóng vừa thổi còi nên cán bộ đảng viên lợi dụng quan chức à, quyền ô tham trọng và tham nhũng sách nhiễu và lợi ích nhóm. Hồi 28 tháng 6 vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng Tòa án Trần Trần Tối Cao tổ chức một hội thảo là thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai và kiến nghị sửa đổi chính sách pháp luật về đất đai theo tường thuật của Báo Người Lao Động. Trong cuộc hội thảo này, các quan chức chớp bù của chế độ tại hai cơ quan kể trên thừa nhận là tình trạng tham nhũng khủng khiếp về đất đai trên cả nước suốt bao nhiêu năm qua đã có những cưỡng chế đất đổ máu rúng động dư luận trong và ngoài nước mà gần đây nhất là tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Các cuộc hội thảo kể trên, Trần Tuấn Anh là cựu bộ trưởng Công Thương, nay là trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã lập lại nhận định của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận rằng tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực này còn lớn, thị trường bất động sản phát triển không ổn định, thiếu lành mạnh, giao dịch ngầm còn khá phổ biến, tình hình khiếu nại tố cáo tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp. Hồi năm 2018, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phải thú nhận là tình trạng vi phạm chính sách pháp luật về đất đai còn diễn ra phổ biến phức tạp, Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai chưa được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm kịp thời và xử lý chức điểm. Và quan chức đảng viên Cộng sản Việt Nam trên cả nước cũng dựa vào bộ luật đất đai. Nhiều khuyết tật đã cấu kết với nhau cho phép họ lợi dụng um, chức quyền tham ô, tham nhũng, sách nhiễu lợi ích nhóm và hàng ngàn người dân đã bị quan chức địa phương cướp đất bán lại cho tư bản đỏ để hối lộ đi khiếu nại khắp nơi từ năm này sang năm khác trong vô vọng. Và tại trại giam Chí Hòa ở Sài Gòn đã có 3 ca dương tính Covid-19 và phát thông báo tìm người liên quan. Các thưa quý vị, chiều tối ngày 28 tháng 6, thì Viện Kiểm sát Cộng sản Việt Nam ở Sài Gòn và một số tòa án viện kiểm sát quận huyện tại Sài Gòn đã nhận được văn bản tại trại giam Chí Hòa về việc thông báo có 3 cán bộ tại trại giam Chí Hòa dương tính với Covid-19. Theo thông báo của trại giam, thì ba cán bộ Cộng sản Việt Nam này là dương tính, xác định nhiễm Covid là ông VDT, VDS và DTL. Ở trong đó liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thì được biết là có bà VTL làm nhiệm vụ sàng lọc Covid-19 tại cổng số 1 tại trại giam Chí Hòa đối với các uh, cán bộ Cộng sản Việt Nam, cơ quan và luật sư đến trại giam Chí Hòa làm việc và liên hệ công tác từ lúc 1 giờ trưa đến 4 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6. Và tại trại giam Chí Hòa thì thông báo đến các đơn vị là tòa án và viện kiểm sát liên quan và cũng như là các luật sư nếu tiếp xúc gần với ba người này thì đặc biệt là tiếp xúc gần với bà DTL để khai báo y tế trước vào trại giam Chí Hòa làm việc cần liên hệ ngay với y tế địa phương để khai báo y tế theo quy định. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.